vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Giữ lửa lò chống tham nhũng, đạn bọc đường bắn trúng tham quan. Quý vị và các bạn thân mến, tham tiền tài danh vọng để rồi quên lời hứa trước Đảng, nhân dân, hàng loạt cán bộ quan chức từ trung ương tới địa phương đã phải vướng vòng lao lý, mang thân phận bị can, bị cáo. Từ đại hội 12 của Đảng đến nay, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng ta đẩy mạnh với phương châm không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm. Nhiều đại án được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử, kèm theo đó là hàng loạt lãnh đạo, quan chức cấp cao từ trung ương tới địa phương bị đưa ra xét xử. Gần đây, quả bom Việt Á gây chấn động dư luận với gần 100 bị can đã bị khởi tố, trong đó có nhiều quan chức cấp cao cũng nhũng trảm. Tính đến thời điểm này, Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố 26 vụ án, 94 bị can trên khắp các tỉnh thành trên cả nước và đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi của các đối tượng liên quan. Hành vi của các đối tượng thể hiện rõ nét sự liên minh, móc ngoặc, cấu kết của những quyền lực ngầm từ Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để dẫn dắt một doanh nghiệp nhỏ có thể thâu tóm một công trình khoa học tiêu tốn ngân sách gần 19 tỷ đồng, chiếm đoạt bất hợp pháp, chuyển sản phẩm nghiên cứu của nhà nước thành sở hữu riêng, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng. Hay mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Tính đến ngày 17 tháng 1 năm 2023, cơ quan công an đã khởi tố 89 bị can, trong đó có Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, Trần Kỳ Hình với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định phương tiện xe cơ giới, nhận tiền hối lộ của một số giám đốc trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định. Mặt khác, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ định kỳ hàng tháng, hàng quý của các trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua các sai phạm của trung tâm đăng kiểm trong việc nhận tiền hối lộ của chủ xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Có thể nói, đây là đề án gây phẫn nộ dư luận nhất trong những ngày cuối năm. Bởi thực tế, mục đích quan trọng nhất của việc đăng kiểm đó là việc kiểm tra mức độ và ngưỡng an toàn của phương tiện vận tải. Điều này cũng nhằm giúp giảm tránh gây rủi ro trong quá trình lưu thông trên đường trường cho người dân. Đây là trách nhiệm lớn nhất của hệ thống đăng kiểm hiện nay trong bối cảnh phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều, tình hình tai nạn giao thông còn rất nghiêm trọng. Với các trung tâm đăng kiểm, chốt chặn an toàn này hoạt động càng nghiêm túc, càng khắt khe tuân thủ tuyệt đối quy định thì giao thông càng an toàn. Ngược lại, chỉ cần nơi lỏng, du di thì những chiếc xe mất an toàn sẽ ra đường. Và khi đó, nó chính là những hung thần có thể gây tai nạn, cướp đi sinh mạng của người dân khác bất cứ lúc nào. Con số gần 10.000 người chết vì tai nạn giao thông ở nước ta mỗi năm càng đòi hỏi phải nghiêm khắc kiểm soát an toàn của phương tiện khi tham gia giao thông. Đăng kiểm đóng vai trò quan trọng nhất trong công tác trên, nên mỗi chứng nhận của cơ quan này chính là giấy thông hành an toàn cho phương tiện ra đường. Vậy mà chính những người giữ chốt chặn an toàn lại nghiêm nhiên nhận tiền để dễ dàng thông qua cho những chiếc xe nguy hiểm ra đường. Điều này có khác nào gián tiếp uy hiếp đến tính mạng của người khác? Tiền hối lộ mà họ nhận có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng làm sao có thể so sánh được với bao nhiêu sinh mạng đang đối diện hàng ngày với những hung thần mà họ đã chứng nhận? Mà nào phải ít, trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra đã xác định hàng loạt trung tâm đăng kiểm nhúng chảm liên quan đến khoảng 70.000 phương tiện liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đáng nói, câu chuyện tiêu cực trong đăng kiểm thực ra chẳng phải là bí mật gì. Nó được truyền miệng và chỉ bảo nhau thực hiện trong giới tài xế nhiều năm qua. Thậm chí, khi đến một trung tâm đăng kiểm, lúc nào cũng có đội ngũ cò hướng dẫn và ra giá cụ thể. Nhưng vấn đề này lặp đi lặp lại đến nỗi trở thành bình thường với giới tài xế. Họ không lạ gì nhưng các cơ quan chức năng lại không hề biết. Và thật khó hiểu khi ngay cả cơ quan cấp trên cũng không hay biết. Trên đây chỉ là một số ít điển hình trong những đại án tham nhũng gây bức xúc dư luận. Thực tế trong 10 năm 2012-2022, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 19.546 vụ trên 33.868 bị can. Truy tố 16.699 vụ trên 33.037 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế,
Trong đó, tội phạm về tham nhũng đã khởi tố điều tra 2.657 vụ trên 5.841 bị can. Không khó để nhận ra, điểm chung về thủ đoạn phạm tội của các quan chức trong các đại án là lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để chỉ đạo chi phối các bên liên quan thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng mang lợi ích cho mình. Đó là những vị lãnh đạo có quyền cao chức trọng nhưng đã thái hóa, biến chất, bảo kê và tiếp tay cho tội phạm để rồi bản thân mình cũng không thể thoát tội. Đi tìm nguyên nhân của hàng loạt quan chức biến thành tội phạm trong thời gian rất ngắn, dư luận đặt câu hỏi. Vì sao những quan chức không hề khó khăn, thiếu thốn về tiền bạc, thậm chí rất giàu nhưng vẫn cố ý làm trái để rồi phải trả giá đắt, đau khổ, nhục nhã vì những đồng tiền bẩn? Rồi cũng chính nhân dân đã tìm ra câu trả lời, chắc chắn đó là vì lòng tham, đó là luật nhân quả bao đời nay đã chứng minh. Bởi nếu không có lòng tham, lợi ích nhóm để nhận hối lộ, hoa hồng, quả biếu, lại quả bằng những vali tiền thì làm sao trong phủ Việt Á có những cán bộ đảng viên từng là giáo sư, tiến sĩ khoa học, sĩ quan cấp tướng, nhà lãnh đạo quản lý, có lý lịch sáng ngời trong các cuộc bầu chọn lại tự đánh mất mình, bất chấp pháp luật, trà đạp lên nỗi đau thương, mất mát của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành để rồi phải trả giá đắt. Cũng vì lòng tham mà những vị quan chức là người đứng đầu những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai đã cấu kết móc ngoặc với các cá nhân doanh nghiệp làm trái quy định của pháp luật, trục lợi, gây thất thoát lớn cho nhà nước. Suy cho cùng, trước cám dỗ của đồng tiền, trước bản ngã của phần con trong phần người, nếu không biết tiết chế thì kim tiền trước mặt sẽ trở thành viên đạn bọc đường, có thể phát nổ, đánh gục những cán bộ đảng viên thiếu bản lĩnh để lòng tham chế ngự. Từ tài năng chuyên môn đến tài năng chính trị. Thưa quý vị, khi bàn đến vấn đề thu hút nhân tài bảo vệ hệ thống chính trị, chúng ta thường nghĩ đến việc thu hút những cá nhân giỏi một lĩnh vực chuyên môn cụ thể nào đó. Điều này đã đúng, song có lẽ chưa đủ. Trong bối cảnh hiện nay, hệ thống chính trị còn cần thu hút cả những cá nhân có năng lực nổi trội về lãnh đạo, quản lý hay rộng ra là tài năng chính trị. Ở nhiều nước trên thế giới, nhất là tại các nước phương Tây và Mỹ, chính trị gia và chính khách là hai khái niệm đề cập đến cả những hoạt động chính trị chuyên nghiệp và quan chức cấp cao trong chính quyền. Đây là những người có nhiều ảnh hưởng đến đời sống chính trị, tham gia hoạch định và thực thi chính sách công, truyền cảm hứng và dẫn dắt công chúng. Khi chính trị gia tham gia chính quyền thì được gọi là chính khách, còn khi chính khách rời vị trí trong chính quyền thì họ trở lại với vai trò chính trị gia. Trong cấu trúc quyền lực thống nhất ở nước ta, cán bộ cấp cao là cụm từ phổ biến đề cập đến đội ngũ cán bộ chiến lược, đảm nhiệm các vị trí quan trọng, trọng yếu của hệ thống quốc gia. Theo quyết định 80 về quản lý cán bộ ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2022, thì cán bộ cấp cao bao gồm những người thuộc diện quản lý của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Như vậy, cán bộ cấp cao ở nước ta đảm nhiệm hai vai trò, chính trị gia thể hiện ở tư cách thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chính khách thể hiện ở vị trí người đứng đầu các đơn vị chủ chốt trong hệ thống chính trị. Do đó, cán bộ cấp cao là đội ngũ cán bộ then chốt, có ảnh hưởng quyết định đến quá trình đề ra chủ trương lãnh đạo của Đảng, cũng như hoạch định và thực thi chính sách công của nhà nước. Vị thế và vai trò quan trọng đặc biệt của cán bộ cấp cao đòi hỏi sự tuân thủ chuẩn mực ở mức độ cao nhất. Bởi lẽ, bất cứ sự lệch chuẩn nào của họ, dù là các chuẩn mực chính trị, pháp lý hay đạo đức lối sống, cũng sẽ gây ra những hệ lụy mà sâu xa nhất là ảnh hưởng đến lòng tin chính trị của nhân dân. Theo đánh giá của các cấp có thẩm quyền, nhìn chung đội ngũ cán bộ ở nước ta có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu năng lực, phẩm chất, uy tín hạn chế, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của nhà nước, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Theo tin từ Ban Nội chính Trung ương, tính riêng năm 2022 đã có 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị kỷ luật, tăng 15 trường hợp so với năm 2021. Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới tiếp tục đặt ra nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, phát huy vai trò trách nhiệm về nêu gương của cán bộ đảng viên, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc. Để tạo ra được chuyển biến thực chất, một trong những chủ trương của Nghị quyết số 28 là xây dựng cơ chế chính sách thu hút, tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị. Cũng có nghĩa, bên cạnh những phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, thì nhân tài cũng là những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ngoài ra, theo quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, thì cán bộ cấp cao phải là những người có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén chính trị, có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.